Mỡ máu cao thì cứ ăn thực phẩm nào? Chị Thu Linh hỏi. Bây giờ mỡ máu cao á thì mình phải cử một số loại thực phẩm. Thực phẩm nào mà mình ăn vào mà nó làm cho mình bị tăng mỡ máu thì lúc đó mình phải cử nha chị Thu Linh nha. Vậy thì mình phải nhận biết được cái thực phẩm nào mà mình ăn vào nó làm cho mình tăng mỡ máu. Đầu tiên là mình phải nhận biết được cái nhóm chất béo. Chất béo tức là cái nhóm mỡ đó, thì trong những thực phẩm mình ăn vào hàng ngày nó có nhiều thực phẩm nó có mỡ, và mình phải phân biệt được là có loại mỡ tốt và có loại mỡ xấu. Mỡ tốt á thì nó sẽ làm cho mình giảm mỡ máu, còn mỡ xấu á, thì nó sẽ làm cho mình tăng mỡ máu nha. Mỡ xấu thì nó sẽ làm cho mình tăng mỡ máu, cho nên á là mình sẽ xem á, là cái mỡ nào là mỡ xấu ha. Bây giờ trong các loại mà thịt mỡ mà mọi người ăn vào hàng ngày này, ví dụ như là thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cừu đó, thì mỡ trong các loại thịt đỏ như vậy đó chính là mỡ xấu hay còn gọi là mỡ bão hòa đó. Cho nên nếu mà mọi người ăn quá nhiều các loại thịt mỡ và chắc chắn nó sẽ làm cho mọi người tăng mỡ máu nha. Đó, thứ nhất là cái thịt mỡ. Cái thứ hai á, là cái nhóm chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa thì nó sẽ có nhiều trong đồ ăn đóng gói sẵn như là mì gói, thịt hộp, cá hộp ha, các loại đồ ăn mà người ta chế biến sẵn đó thì nó rất là nhiều chất béo chuyển hóa, thì nó cũng làm cho mình tăng cái mỡ máu đó. Cái thứ ba đó là cái nhóm mà đường bột. Nếu mà mình ăn quá nhiều thực phẩm mà nhiều đường và nhiều bột, ví dụ như là các loại bánh kẹo, nước ngọt đó, mình ăn cơm mà cái lượng mình ăn cơm quá nhiều cơm đi nữa, nó cũng làm cho mình dư thừa năng lượng, và dư thừa năng lượng nó làm cho mình bị tích trữ năng lượng và trở thành chuyển hóa thành mỡ nha. Cho nên đó là những thực phẩm mà mình nên cử ha. Còn tăng á, thì mình nên tăng cường ăn thực phẩm nào? Đầu tiên á, là cái nhóm mỡ tốt như bác sĩ Trí nói lúc nãy. Cái nhóm mỡ tốt là cái nhóm mà nó sẽ cho mọi người giảm được cái mỡ máu nha. Đó. Thì cái mỡ tốt nó bao gồm là omega 3, omega 6 và omega 9 ha. Omega 6 và omega 9 nó sẽ có nhiều ở trong các loại dầu ăn thực vật, ví dụ như là dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu đậu phộng gì đó, hoặc là các loại rau củ quả mà mọi người ăn hàng ngày nó rất là nhiều cái omega 6 và omega 9. Còn omega 3 thì nó sẽ có nhiều trong các loại cá biển như là cá hồi, cá mòi, cá trích đó, hoặc là các loại hạt như là hạt chia, hạt lanh, hạt áp chó. Tuy nhiên mình phải lưu ý chỗ này là tuy là omega 3, omega 6 và omega 9 đều là ba loại chất béo tốt, tuy nhiên á omega 6 và omega 9 thì mình sẽ không cần bổ sung quá nhiều. Tại vì omega 6 và omega 9 á thì cơ bản là trong bữa ăn của mình nó khá là nhiều omega 6 và omega 9 rồi. Hàng ngày mọi người nấu ăn thì là tất cả mọi người đều dùng là dầu thực vật đúng không? Mình không dùng dầu mỡ hay mỡ lợn thì mình cũng phải dùng dầu thực vật thôi. Và bản thân là trong dầu thực vật nó có rất là nhiều cái omega 6 và omega 9 rồi. Cho nên là nếu mà mình bổ sung thì mình sẽ tăng cường mình bổ sung cái nhóm omega 3 ha. Omega 6 và omega 9 thì mọi người ăn cái lượng bình thường thôi. Mình ăn rau, ăn củ, ăn quả, ăn các loại dầu thực vật là được rồi, nó đủ rồi. Omega 6, omega 9 đó thì nó nếu mà nhiều quá nó làm tăng phản ứng viêm. Còn omega 3 đó thì mình càng nhiều thì nó lại càng tốt. Ở đây một số cô chú anh chị mà mình bổ sung thêm cái dạng viên nữa. Omega 3, omega 6, omega 9 đó thì mọi người lưu ý cho bác sĩ Trí là nếu được thì mọi người ăn uống bình thường nha. Nếu mà mọi người ăn rau, ăn củ quả được, có sử dụng dầu ăn thực vật đó, thì mọi người không cần bổ sung omega 6, omega 9 nữa. Mọi người chỉ cần bổ sung cái omega 3 thôi là đủ rồi nha. Đó. Và thậm chí omega 3 mà người nên càng bổ sung càng nhiều thì nó càng tốt nè. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.